chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh YouTube. Ngày 11 tháng 3, một nguồn tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác nhận bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, đã bị cơ quan chức năng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh để chờ kết quả xác minh, điều tra liên quan tới đơn tố cáo của một số cá nhân đối với bà Hằng. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương, hiện cơ quan này đang thụ lý đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân, gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hằng Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Các hành vi bà Phương Hằng bị các cá nhân tố cáo gồm đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo và xem xét bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra đã thụ lý đơn, ra quyết định phân công điều tra viên để điều tra. Vào ngày 8 tháng 3, luật sư của ông Nguyễn Đức Hiển có kiến nghị gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị sớm có kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Vì kể từ khi ông Hiển gửi đơn đến nay đã hơn 4 tháng, đã hết thời hạn theo Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Liên quan tới kiến nghị này, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định gia hạn điều tra thêm 2 tháng do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp. Được biết, cơ quan liên ngành của tỉnh Bình Dương cũng tiến hành giám định các phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng để có căn cứ xử lý.